Hôm nay thì là ngày 3 tháng 11, là 2023 thì 7 giờ tối nay sẽ chiếu cái bộ phim đầu tiên của chị Dung Nhan Dung Nhẽ, bộ phim Dung Nhan Mạng Phần. Và bây giờ đang kiên lên nha để chúc mừng. Chị ơi, trời ơi, chị đâu vậy? Thiên Hoàng mua điện máy này, chị chúc mừng ra mắt họp báo chị. Một cái chút tặng rồi mà, giờ bữa nay tặng nữa hả? Từ chị coi. Thiên Hào, Thiên Hoàng vô điện máy hả? Mừng họp báo ra mắt. Ủa cái này là quy chức tặng rồi mà. Rồi nhưng mà cái này nữa chị nhiều lắm. Chị từ giám mắt lại đi rồi bắt đầu rất là nhiều món quà luôn. Đây là chị Hạnh ở bên Mỹ. Chị Hạnh bên Mỹ. Dạ, khán giả biết chuyện này á, dễ tặng. Trời. Trái cây nha, trái cây này nhập không luôn á nha. Lê là Lê Hàn Quốc nè, nho Mỹ nè, dâu là dâu Nhật Bản hay sao á, dâu Đà Lạt má ơi, dâu Đà Lạt. Từ rồi sao mọi người làm sao mà tự nhiên thấy nó hồi hộp, nó bất ngờ vậy? Trời, hôm nay chiếu phim thì chiếu trên kênh YouTube thôi mà. Không, chưa hết nữa, còn cái này chỉ mấy em cầm á. Đây là một cái bánh kem Sugar Town nha, quá trời bánh kem đó chị, bánh kem bừng cái nhà mình đấy đó. Để đây đi cho nó. Rồi mấy anh chị gửi tới hả, mấy anh chị gửi tới cho Hoa hả? Đây nó chị đây nữa, đây cũng mới gửi tới, mới vừa tới đất thì luôn, bó hoa luôn, hoa hồng đàng hoàng nha. Rồi sao mà làm vậy Dung cảm động quá cả nhà ơi, thiệt luôn á, không biết sao luôn á. Rồi cái này ai gửi bó hoa, ai biết cảm ơn ta, như khán giả luôn đó mà không có biết nữa. Tôi về gửi chứng khoán đó, không biết đâu, không phong hay gì đó. Trời ơi, thiệt đó. À, nhớ là đổ đi không? Cảm ơn ông nhiều nha. Thì cũng ngại ghê luôn á. Cái này là chị Liên hả? Chị Liên hay chị Hạnh? Nhưng mà chị ơi, chưa, còn cái cuối cùng người ta chưa gắn cái cây. Tất cả này là chúc mừng sinh nhật theo thân thiện. Trời mẹ ơi. Ý là tất tần tật trong đây ngoài trừ cái chậu hoa lan thì tất tần tật đang là của theo thân thiện kìa. Chúc mừng sinh nhật theo thân thiện. Tao theo thân thiện cái này, cái này của ai? Của theo chị. Của theo luôn hả? Rồi cái này cái gì gỡ ra chị coi. Là bánh kem. Ui. Ủa sao bánh kem màu hồng luôn vậy ta? Trời ơi. Ủa sao bé này kỳ dữ vậy bé? Trời ơi. Quá chị mà Dung đấy hả? Happy birthday 3T nè, 3T là theo thân thiện chứ ai? Trời ơi. Sao có cái áo xinh vậy? Ủa alo cả nhà. Bé cái theo hình như là nhà mình. 44 tuổi. Vậy thì gửi thẳng cho chị theo đi, mắc mới mà gửi cho chị. Ủa cái này là... Ủa người ta gửi tới Nha Khoa mà chị theo ở Nha Khoa mà. Vậy ta chưa gửi cái cây. Ủa cái đừng đâu, cái cây này người ta gửi có hàng cũ không? Có nghĩa là cái cây kia trên đường di chuyển người ta ấy người ta sợ nó hư nên người ta gửi cái cây ra, còn người ta tặng hoài nè, bên Mỹ bên đồ không khách khán giả mà. Ủa sinh nhật Happy Birthday theo thân thiện 3T mà. Anh có muốn về không chị? Ủa alo. Này của mình đó bạn. Chẳng hình lạ. Này biết người của ai. Xin lỗi. Rất là dễ thương. Hình như là của chị Chinungo thì phải. Ôi chị. Quá chừng. Còn này là cái anh nào đó. Lô gai. Mình cũng tưởng hôm nay là chiếu phim. Em tưởng ra mắt phim mọi người gửi tặng. Trời ơi, tưởng là cái ngày chiếu phim mọi người đang nhập giờ. Các cái nhập vô nữa. Tất cả các loại. Nói chung là cái bãi này dẫn lên cái bãi của mọi người. Vấn đề đang mặt dữ lắm luôn á, nhưng cái mặt thì hơi khác một xíu. Đâu có sao đâu, cùng lắm thì mình để này tốt. Đây là chị Chi Ngô tặng hả? Chị Chi Ngô tặng hả? Đây là chị ruột của mình đó, chị rất là yêu thương mình làm như mình một cái cô công chúa rất là dễ thương. Chị Chini Ngô là Dung nghĩ rằng chị Chini Ngô nếu như mà nói về thần số học chắc chị Chini Ngô là số 6 là chắc luôn á, rất là yeah. Trời ơi cái đó mà ra số 6 chắc thì không biết là số mấy, không biết phải chị số 6 không chị, chứ em thấy chị là rất là yêu thương và rất là quan tâm luôn nè, quan tâm từng cái sự kiện tự nhiên là chị Chini Ngô nhớ hết. Còn thế này quay anh Phong Phong hả? Thì là một khán giả đó. Hình như nhớ anh Phong là anh hay coi kênh của chị thôi. Anh hay coi thường xuyên luôn ha. Có cái gì của mình trong này không mấy bạn? Không, cái hoa này cũng của công ty. Tại công ty đang trưng bày giá đẹp á. Cái chị cũng đâu có ôm theo bên mình đâu. Đây là của bên Vina. Hội Vina hả? Hội doanh nhân Vina tặng hả? Hôm nay rất là nhiều quà. Chưa còn nữa mà, còn trong nhà còn quá chừng quà rồi. Xíu nữa mình đợi theo đi anh. Thưa anh, vui với Hạnh Mân và Hạnh Môn ngày hôm nay dừng lại để tới sinh nhật theo. Trời ơi, Hạnh Môn. Từ
giờ rưỡi chiều. Ghê trời. 5 giờ chiều. Dừng lại tất cả để đợi sinh nhật Thêu. Thế có thể cái này là cái tên mà Dung mà đặt cho mà Thêu thân thiện như nó cũng không thân thiện. Không có thân thiện gì chưa cháu chị làm sao xôi dây cho khách xôi dây cho khách đó chị 160 người dạ không có cái lúc mà em đặt tên là em đặt cái điều em hướng đến á cái gì nó thiếu thì mình sẽ đặt để mình hướng đến cho nó là cũng vui đúng không rồi cầu bác hôm nay thì không có đây chị tên là thiệt là chị gái đẹp gái trước nhà mà trẻ tuổi nhất nhà nếu mà gia đình anh đây là chị Thêu là trẻ tuổi nhất bạn đó một cười đó mua bắt chân già hơn chứ vậy hả chị bắt chân ô hồi nãy bác tiến sĩ mới về về rồi không hồi tiến sĩ chúc mừng sinh nhật rồi có chúc rồi nhưng mà không dám quay hay hả vậy là bạn vui rồi bạn cái sinh nhật mình đi với thằng Trơn tính ra là 15 năm rồi vậy hả chưa có bao giờ được happy birthday đứng hát happy birthday chưa vui rồi chưa bao giờ chị có đồng hành mấy năm rồi mà chưa một lần nào nhớ tới sinh nhật để chúc mừng luôn hôm nay trên không sao chị cuộc sống mà nhìn hiện tại các đám trai đẹp chúc mừng sinh nhật toàn luật sư rồi chủ tịch đoàn rồi chủ tịch rồi luật sư rồi các doanh nghiệp trời ơi cái bánh kem này nhìn hay dễ thương nghe chị Chi Liên Hô thiệt á để cái bánh kem kìa mai mốt em đẻ đứa con gái nữa thì được á thì tặng được nè bạn sinh một đứa con gái dễ thương về đi hợp lý luôn á kiểu mà sinh cái con đẹp lắm á đúng rồi chứ bạn với bạn trai của mình cũng đẹp quá trời một đất đẹp rồi chưa rồi rồi đây ha rồi chắc là mình cho giáo viên làm việc vậy đó hả trời ơi đây một đây cô này cô này rất dễ thương con gái cô làm bên này đi khuyên cô bên nhà khác làm cô cũng động nha mà con gái cô làm trong ngành y bác sĩ bên điều dưỡng vừa bác sĩ vừa trong này nó bắt cô qua làm 213 công quyền đây đó tháng 6 giờ bây giờ là cô không có dự ý cô chạy qua đây lúc đầu cô chạy qua đây nghĩa là trong nhà cô là có bác sĩ có dược sĩ thầy con dạng môn nha khoa đại học miền Bắc 6 năm rồi thật đó thầy đó là bác sĩ Nguyệt dạ bác đó là dạng của nó bác là dùng cái răng kẽ nè dạ không có vàng không có hư không có xuất hiện từ 2008 thì mình cũng chấp nhận mình theo nó chứ thật sự là qua đây rồi nhưng mà nó kêu mẹ đi là đi xa là chưa có quen nữa nhưng mà mẹ quen ở trên đó đất có người thường lắm anh ơi tao tao dễ thương cô tin dung luôn có nghĩa là cô nói á là con gái thì kêu là đi qua gặp bác sĩ Nguyệt bên kia đúng không? Là do con quen đúng không? Vậy cô là giảng viên của thầy của nó. Dạ thật. Tốt năm ở bên đó. Dạ là bên đó. Thì cô dạy nó ngay. Dạ rồi mẹ thì... Dắt cô đi làm 2008 rồi. Mẹ thì trả lời là mẹ quen bên này. Mẹ quen trên YouTube. Mẹ quen. Mẹ quen ở lâu quen trên YouTube. Mẹ bán liền. Con biết là con gái mà. Trời ơi. Con gái nữa. Dạ. Hai đứa con gái. Trời ơi. Nhớ từng miếng luôn, nói anh đi Campuchia là nói tiếng Anh như gió gì đó, cô nói vậy luôn. Hôm qua anh kêu báo, làm học báo gì đó. Chỗ tặng lòng nặng, chỗ thanh lọc, sư phụ, nó chịu thấy thương luôn. Trời ơi, thầy cảm thương hết rồi. Bạn mấy cầm bông, thấy thương hết rồi. Cô đầy đủ luôn. Rồi, cảm ơn. Trong nấu bông à? Trời, trong cho mày. Đúng rồi. Tấm lòng vô thay vì những cái món quà này mình đâu cần nữa. Mà chạy đây mà đi không biết mệt luôn. Trời ơi. Mới hôm qua đi ở đây đi nữa. Mấy đứa chân mẹ xiêm quá ha. Cái chân đau tay bị té mới lần nay được đi xe được 3 tuần rồi. Dạ. Té hôm 8. Đỡ cho cô. Tự nhiên nhớ nói cảm động như. Mà lên đây rồi đứng tỉnh bơ là tại vì sáng dậy thấy cáo bên kia cái chạy qua đây. Rồi mà hồi nãy cô gặp bắt tê đi muốn đi. Anh Na Kiều. Anh Na Kiều. Nghe tới bắt tê là bánh mì đi đó. Mình không nào đi con gái mình không thương quý bằng ba nhà thầy á cho thôi á cái chỗ này là cắt nha cái chỗ này là cắt cho để con gái nghe được con gái 5 tỷ không phải cái mới gì đó có chồng rồi thì con gái con ba đứa nó ngoài rồi còn hai con đó thì chẳng được một lần dạ đó là người kinh chắc dạ dạ con cảm ơn cô trời ơi dạ 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 bạn mang chứa chồng một con gái gì đâu cháu thấy con gái rồi dạ con gái vậy mà độc thân nuôi con á bởi vì đó dạ hôm nay bây giờ có hôm nay coi cái clip của ông xã đánh đi ra gì á chơi đi du lịch á mặc áo đỏ dạ dạ khó lắm mới coi được đâu ngoài ai cũng nhìn
được cái đâu. Vô cứ nhớ liền nha. Nhớ lại cậu. Nhớ mặt luôn. Cái này cái con để cho bạn không? Vậy đó hả? Mình yêu bạn ngồi đó luôn. Dạ. Vẫn tự là khác. Cảm ơn cô. Phải ông xã không nha. Rồi giờ chụp lôi nó ra ngoài điện thoại luôn. Ra để nha. Để ngoài ra đường, ra đường nó bị sợ ra đường đó nhìn mà không nhận ra. Trời đất ơi. Biết ai không? Lâu qua chụp với mấy bạn tụi đẹp quá nè. À, quá trời, quá đáng thương. Hai nàng này đó. Dạ. Xin lỗi, tụi con gặp. Xin lỗi, tụi con hôm thứ bảy vừa rồi gặp. Dạ. Dễ sợ mà bị hồng. Bị hồng. Từ đây nè. Dạ. Đây, đâu rồi. Trời ơi, thương quá, cảm ơn. Dạ, dạ, và dạ. Mấy đứa con cho mẹ, ghê quá nhầm, mẹ dụ quá nha. Không ai dụ được mẹ. Không ai dụ được mẹ, mẹ tự nguyện thôi. Mẹ tự nguyện thôi, mẹ tự nguyện thôi. Mẹ bị dụ quá nha, dạ. Dám đâu. Ok, ok bác. Vui bao nhiêu là thích bao nhiêu thôi. Dạ, 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 chắc được. Từ cái này đi ngồi nói chuyện chút. Cô ngồi nha, cô ngồi nha. Chơi đi. Con thấy khách một xíu rồi, có chơi với cô nha.